tươi rồi đúng không? Ok mày há miệng ra à. Ủa sao mày đánh tao? Trời ơi sao mày cứ tiết kiệm đi, suốt mày cứ tài tư hoài vậy. Tao có tiết kiệm mà ở trên thẻ ngân hàng á. Hàng quán cái gì ăn cho mập cứ thay ra. Chứ giờ ngoài tiết kiệm ngân hàng nha, tao còn đâu biết tiết kiệm ở đâu giờ. Ê hồi đó giờ mà có biết uống đường phim hay không? Phim hay? Phim hay là gì mày? Cố nó tao không? Được luôn, nếu mà biết cách tiết kiệm trên phim hay là ba uống tài tư nguyên tháng luôn. Thôi hả? Vậy phim hay nó có an toàn và dễ sử dụng không? Này, tôi cho mày xem nha. Đây, phim hay. Phim hay là một cái nền tảng tiết kiệm thông minh dành cho tất cả các bạn trẻ. Nó có thể giúp những rất nhận khoản tiền nhàn rỗi của mày đem tới những cái quỹ đầu tư uy tín tại Việt Nam. Nhưng mà tao nghe nó xin lợi nhuận đúng không? Mà tao không có nền tảng về kinh tế, với lại làm sao biết được đầu tư bây giờ? Trời ơi, đừng có lo mấy cái chuyện đó. Mày chỉ cần một số tiền tiết kiệm của mày tiết kiệm trên phim hay, từ đó tất cả các chuyên gia của phim hay sẽ thay mày để đầu tư sinh ra lợi nhuận thôi. Nó đơn giản và đặc biệt nó có rất nhiều mức độ, từ bảo toàn tới rất nguy hiểm, tùy cái tính cách mà có thể lựa chọn. Đặc biệt hơn nữa là chỉ cần 50.000 đồng thôi thì mà có thể vừa tiết kiệm mà vừa đầu tư sinh ra lợi nhuận luôn á. Rất tuyệt vời. Vậy nên mình sẽ cấp tải phim hay và sử dụng phim hay được không? Ok, xem video tiếp theo nhé. Đây là phim hay của mình. Mình và gia nhập vào phim hay vào ngày 10. Và cấp độ của mình là cấp độ 1. Đây. Mình bắt đầu đầu tư phim hay khoảng 200.000 và nó đang tăng trưởng từ từ. Mình có hai hũ là hũ khẩn cấp và hũ du lịch. Thì đối với cái hũ khẩn cấp này á, là mình chọn, lựa chọn của mình là bảo toàn, là rùa hoàng kiếm. Thì với rùa hoàng kiếm này á, thì nó có cái khẩu vị hợp với cái người có khẩu vị là mà rủi ro thấp. Cái này là hũ du lịch. Hũ du lịch của mình thì mình lựa chọn là voi rừng. Voi rừng có tính chất là cân bằng. Thì đối với những người có cái khẩu vị rủi ro vừa phải, đây, nó sẽ tự động đưa mình tới những cái quỹ tài chính đấy. Và nó có các cái profile khác thì các bạn có thể lựa chọn từ bảo toàn cho tới là mạo hiểm hoặc là rất mạo hiểm, tùy từng người nha các bạn. Đây là biểu đồ của mình từ lúc mình gia nhập là 0 đồng cho tới bây giờ là mình bắt đầu tăng trưởng từ từ. Tăng trưởng được 6.000 mấy trăm đồng đây. Đây là cách rút tiền. Mình có thể dùng khủng cấp sau đó mình rút tiền, cái khoản tiền của mình rất là nhanh chóng. Khoản tiền của mình sẽ được tới về cái tài khoản của mình. Đây là cách mình nạp tiền vô ha. Thì có những cái phương pháp nạp tiền như là thanh toán qua thẻ ATM hay là ví Momo. Thì thông thường mình sử dụng là ví Momo vì nó rất là nhanh chóng. Và đây là túi ba gang. Thì túi ba gang này là nó là những ưu đãi trên Tiki, Lazada, Sendo hoặc là AD rồi, FPT vân vân. Thì khi các bạn mua những cái mặt hàng online trên đây thì bằng cái app phim hay á thì nó sẽ hoàn tiền lại cho các bạn. Giống như mình đã từng mua sách trên Tiki thì mình đang là 133.000 thì đang chờ hoàn tiền là gần 5.000. Đây cái đơn hàng của mình đây. Và chờ hoàn tiền từ phim hay ha. Còn đây là những trang blog thì các bạn có thể lên đây để xem những cái hướng dẫn dành cho người mới hoặc là những cái tin tức về kinh tế. Đó, rất là hay. Hay hoặc bạn vào đây, bạn vào hướng dẫn sử dụng
nó sẽ ra một cái trang web riêng của phim hay. Thì những bạn nào mới chưa biết sử dụng thì bạn có thể học hỏi trên đây, hoặc là các bạn có thể inbox cho mình. Đây là cách thức bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của bạn ha, và cùng tiết kiệm, cùng đầu tư. Đấy. Và sau đây là một số cái video mà nói về phim hay của VTV1 cũng như là Sắc Hưng, các bạn có thể theo dõi. Xin chào quý vị khán giả, với những bạn trẻ có số vốn ít ỏi nhưng vẫn muốn tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi của mình thì chương trình Cà phê Khởi nghiệp ngày hôm nay sẽ giới thiệu một startup có thể giúp các bạn ấy tiết kiệm và đầu tư với số tiền chỉ từ 50.000 đồng. Bạn đã có những khoản tiền tiết kiệm cho tương lai? Khoản riêng của em thì em chưa, nhưng mà khoản gửi mẹ thì cũng có một nho nhỏ. Mình sẽ để dành ra một số khoản tiền để chi tiêu cá nhân, một số khoản tiền để đưa cho bố mẹ, còn một số thì mình sẽ tiết kiệm, mình sẽ không động vào đến số đấy nữa, nghĩa là để giữ nguyên trong tài khoản ngân hàng ấy. Thật ra thì cũng có, nhưng mà hiện tại khả năng rất cấu trúc phân bổ quỹ tài chính phù hợp. Đồng thời, nền tảng này cũng cung cấp giải pháp quản lý tài sản cho người dùng. Người dùng có thể trực tiếp kiểm tra dao động số dư và quản lý khoản đầu tư với các quỹ tài chính. Cái khối lượng tiền dành cho người ta có giới hạn, nhưng không có nghĩa người ta không muốn tiếp cận. Từ trong nước và ngoài nước đã tham gia cùng bọn mình, thì để có thể làm được đấy thì bọn mình có cái khoản mà để dám chịu lỗ để mà chi trả. Một công ty khởi nghiệp lại còn rất là mới như Finhay thì liệu có khả năng giữ chân khách hàng để cho tới khi mà tài sản họ tăng lên và sinh lời không ạ? Hiện tại xin chào các bạn, rất vui được trò chuyện với các bạn trong thể mở những tài khoản ở trong các công ty đầu tư chứng khoán chẳng hạn, hay là mở tài khoản ở những cái hình thức đầu tư khác chẳng hạn như là ngoại hối cũng là một hình thức, hay là kể cả là những cái hình thức sàn đầu tư bất động sản. Nhưng Việt Nam chúng ta thì hiện nay cái hình thức đầu tư bất động sản theo tín chỉ thì chưa thực sự là phổ biến lắm. Thế nhưng có những cái hình thức mà đầu tư đơn giản hơn, tôi được biết là chẳng hạn như là những cái ứng dụng về tài chính cá nhân như là Finhay, hay là một vài cái ứng dụng mà các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu với một cái số tiền rất ít. Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng mà đâu đó khoảng vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng gì đó là các bạn có thể bắt đầu tham gia đầu tư rồi. Và ở xem ra biết hướng dẫn về phim hay, không biết các bạn có cảm nhận như thế nào, không biết con có cảm nhận thế nào hả? Theo mình thấy thì phim hay là một ứng dụng rất tuyệt vời, giúp cho sinh viên dễ dàng tiết kiệm, đầu tư, suy lợi nhuận và đặc biệt là uống trà sữa. Vậy còn chuyện gì nữa, chúng ta hãy cùng tiết kiệm, đầu tư, suy lợi nhuận và uống trà sữa cùng với phim hay thôi.